Chào anh em, tí đồ nội địa Nhật Bản. Hôm nay Tuấn Japa có mặt tại Đô Lương, Nghệ An. Đây, phòng răng của anh Ngọc Thắng ở Đô Lương. Trong phòng răng to nhất đây. Và anh Thắng là một trong tín đồ hàng nội địa Nhật Bản. Đấy, có cháu sinh sống tại bên Nhật luôn. Đây là Tuấn Japa này ra một cái sản phẩm, siêu sản phẩm ghế massage. Mời tất cả, đây là nhà khoa Ngọc Thắng. Hàng đập hộp nhé. Đây là cái sản phẩm Panasonic EPMA 103. Đây, quay sang đây. Đây, anh tự tay anh thắm cho có thể là khui ra hàng người khui dùng. Bây giờ gần đầu khui dùng. Đây, đây anh nhá, đây. Cái này là giấy của anh này. Bao giờ đấy là đây là sự qua camera quay sang đây, là luôn luôn là cái hàng zin xịn ấy, là nó cũng có làm cái giấy bảo hành, bao giờ nó là từ của hãng nó đặt vào đây là vâng, gì vâng, đấy vâng. Đấy. Rồi, okay. Mà có thể là cái những cái này ấy, thì cũng có thể làm giả được, nhưng mình tinh ý là mình có thể là đấy, bao giờ dán đây đó. Và mọi người lưu ý này, những cái số đây này, camera quay đây, người A1 đây đây, đây. Những cái số ví dụ như này, mã vạch này, cái số này và ngày tháng sản xuất, năm sản xuất đây. Tháng 10 2022 phải không? Đúng rồi. Cái này thì nó phải trùng với số máy trên ghế. Đấy. Tháng 10 2022 đây, 21 tháng 10 2022. Chính xác. Đấy thì anh em phải là thế. Đây anh em tám này. Ôi trời, ngồi bên đây đẩy nó cho cùng. Hả? Đó, đi, thì đẩy. Cái đấy là thôi, khi là nắng mình. Đây là do nhà anh ấy có cái nhà để xe đây. Còn để lên gác thì nó cũng hơi được hơi liên hơi khó. Lên tân thì Tuấn Japa cũng phải cẩn thận, phải mang từng cái xe đẩy. Đây cái xe đẩy này để anh em khênh lên cho nó dễ hơn trên đường trên gác. Em cầm cái này lên trên tầng nhá. Nhỏ nhỏ đấy đây. Ok được rồi đấy. Xong rồi. Xong chưa? Cũng giới thiệu anh em là cái dòng Panasonic ấy thì nó rất đơn giản hơn Fujitsu. Đây này, khi mà cái đây là cái camera quay đây. Cái đầu cục ống hơi này. Đó, cái ống hơi này. Đó nhìn thấy chưa? Đó. Và khi mình đặt vào đây. Đặt vào đây, đẩy vào nó tự khít kín luôn. Đặt vào đây và mình vỗ phát ra như này. Đấy, và cái chốt vít xong. Chốt vít đây. Đơn giản. Thằng Panasonic thì nó gọi là công nghiệp hóa cho người dùng, nó rất là tối ưu, rất đơn giản nhé. Đấy, còn thằng Fujitsu thì nó hơi cầu kỳ hơn thì này là nó thằng này phải thằng 102 nó tăng cường thêm một. Đúng rồi, cái này cao hơn được không? Vâng. Và cái đấy nó dính hơn một chút thôi. Và anh em đưa lên này là cả một vấn đề là nó ok. Này. Bóc tem đi. Giờ bị bóc tem. Đây, vẫn đây. Sọc phát là xong. Đây, cái này điều chỉnh là chặt với lỏng cái đây, thế là mời anh Thắng là sử dụng luôn. Đây, từ từ thì bạn Tuấn sẽ cho rộng cái này ra. Một tí mình sẽ có thêm một cái từ lớn nhé. Có cái từ lớn nhé. Từ lớn này từ sử dụng luôn. Thôi, nguyên bản của nó. Cái này là đây là để Tuấn đây nha, cái này ấy. Thì thật ra cái này là để khi mà mình ngồi xem TV mình để này nó như cái sofa thôi đấy, còn kiểu... nếu khi mình làm ấy là mình lật cái ra bỏ ra sau. Vâng hiểu rồi. Còn cái này ấy, thì để cho người mới dùng hoặc là người mà muốn đấm nhẹ khi để làm quen cái ghế massage thì mới lên để, còn ví dụ như anh em chơi thể thao ấy thì đôi khi là cái này nó không
cần thiết. Đây. À, để nó đây để nó đỡ. Đỡ cái. Rồi. Đây, mời anh Thắng trải nghiệm luôn. Bây giờ thì đây anh bỏ nhà ông rồi. Nói chung là anh ngồi con này hết lớp rồi, cao cấp nhất của hãng Panasonic hiện nay, mới ra tháng 11 năm 2022, model cao cấp nhất. Đây. Khi mà cái máy mới này, đây, camera ra đây, thì chưa có cài đặt cái gì cả. Bây giờ anh là anh cài đặt đầu tiên, ví dụ anh vào đây, anh cài, anh ví dụ như là anh thiết một cái hình nào của anh đi, đấy, anh sẽ ok, anh chọn màu là chẳng hạn như thế, đấy, xong anh đã cài đặt cho anh rồi, thì anh bắt đầu bây giờ anh vào đây, đấy, anh chế độ 3 phút, 2 phút, 10 phút, 2 phút, 3 phút này, bài toàn thân này, bài sang bài kéo giãn này. Đấm bóp xoa nhẹ này, đấy kéo giãn này, và anh bách lại này, đấy, xong anh và đây là bài toàn thân này, đấy, toàn thân thì nó có 3 chế độ nhớ đây, đấy, thì anh về sau anh để số 1 thì anh bấm số 1 cái là anh cái chế độ của anh luôn, anh thích mạnh chỗ nào nhẹ chỗ nào thì anh tăng, đấy, đây là hoàn toàn mới thì anh bắt đầu anh, khi mà cái điểm này nó sáng thì đấy là cái bắt đầu con lăn nó sẽ đánh, còn anh không thích thì anh cứ để này tắt đi. Đấy, còn mình thích tất cả các điểm thì thôi. Đó, khi anh vào cái vùng vai gáy rồi, tiếp tục đến vùng lưng mông, anh chấm vào điểm nào, đây điểm cột sống này, đấy, mông này, tay này, bắp đùi này, đùi. Chân này, bắp chân này, bản xong chân. Anh ok cái anh ok, okay cái này, đấy bắt đầu anh ngả lưa ngả đầu đấy ngả này. Khi nhá, à mình sẽ đi vào điểm này nữa này, để Tuấn ra ba đường dẫn này. À, cái gối đây này, mọi người không để ý nhá, cái cách ngồi ghế massage là cực kỳ quan trọng để nó làm sao vận hành cho mình chuẩn chỉnh và nó đánh hiệu quả nhất. Thì cái ghế, cái gối đây này, nếu mình để thì cái mép dưới này nhớ là ngang mang tay. Đấy, thì con lăn này nó mới đến vai gáy được. Đây, mọi người lưu ý đây, không mọi người lại cứ để cái gối này nó sâu xuống cái vai gáy thì con lăn này nó vào không vào vai gáy được, mà cái cổ vai gáy này là cái quan rất quan trọng đấy. Cái đây là anh tăng lực mạnh nhẹ đấy. Và anh vào đây nữa thì nó sẽ có lực đây này, anh nhìn cái mô phỏng này đây nhá, vào cánh tay này, anh lưng này, hông mông này, đùi này, đấy, chân này, đấy, nó tức là nó có cái mô phỏng để anh tăng hay giảm này. Là anh thích là do anh tăng đấy. Anh bách về ngoài này. Rồi, ok. Anh cứ ngả thoải mái ra. Nó từ đó cơ thể hay là mình nó tự do chứ. Đấy. Cái ghế nội địa Nhật nó là nó xịn sò như thế, mà đo là nó đo cực kỳ chính xác luôn. Khi mà anh chọn lựa nhá, anh ngồi này thì anh người cơ thể anh như này, ví dụ người nhỏ hơn thì nó từ cơ thể cái huyệt đạo nó khác nhau, hoặc người to cao hơn thì ngồi đến đây thì nó lại phải đo cái vai cổ khác nhau đấy. Thế thì cái thằng Nhật thì nó làm cái độ chính xác rất cao, chứ nếu mà anh mà phải dùng cái ghế Trung Quốc này hoặc cái ghế Nhái thì đâu đó nó cũng có, nhưng mà nó gọi là đầy đủ chức năng. Ví dụ như một con ghế massage này, cái con đời và đời tống nó có đầy đủ chức năng, tôi nói là có. Cũng như anh làm nghề ấy, thì cũng kiểu như là một cái người bác sĩ mà nha khoa của anh. Ví dụ như là một người bác sĩ vừa ra trường nhổ cái răng nó khác, cái người bác sĩ 5 năm, 10 năm và thạc sĩ, tiến sĩ nó nhổ cái răng khác, anh có nhận em không? Đó, thế anh em chia sẻ với nhau, đấy là Tuấn nói luôn luôn với cái hình tượng là một người bác sĩ. Khi mình bấm huyệt, người bác sĩ mới ra trường bấm huyệt cho mình như này, là cái con ghế đời trước đây bấm thế, nhưng mà vào cái huyệt nó lông hay sâu, nó thấu đến đâu ấy, thì vấn đề đấy là phải có chuyên môn sâu mới biết. Nhưng Tuấn đã ban kinh nghiệm là những đời sâu nó làm
cũng được, nhưng mà để sâu và nó đúng cái huyệt đạo ấy, thì nó không bằng những cái đời về sau này. Nếu mình có điều kiện thì mình có đầu tư cái đời sâu, đời về cao này, thì con lăn ấy và những tư khí nó làm việc rất là chuẩn chỉnh. Tuấn ta ban vẫn ví như là một cái người bác sĩ, một cái ghế đời trước là như một người bác sĩ mới ra trường 1-2 năm đồng bót cho mình, còn cái ghế đời chung ấy, thì là như bác sĩ 5 năm, còn cái ghế đời cao cấp là như người tiến sĩ rồi là giáo sư bấm cho mình cũng có cái liền đấy thôi, anh không nghe không? Vâng. Nó khác. Nó bỏ đùi. Bỏ đùi nhá, mà anh thấy rất là phê. Thế là anh mà để điện thoại này, đồng hồ là nhiều khi là mình phải rời bỏ những cái đấy ra, không nó ép vào thì nó không gây ra nó hỏng cho mình. Đấy, cái này anh thấy đã không? Nó đặc biệt rồi đấy. Anh Thắng này có thể chia sẻ là Tuấn Gia Ban làm sao mà lại muốn vào tận Đô Lương Nghệ An này để ra một cái sản phẩm ghế massage? Và nghe thì một là Tuấn đưa xe đi đến giao và lắp đặt cho anh cũng được, rất là đơn giản cái ghế massage này. Nhưng mà qua trao đổi, anh là một cái tín đồ Hà Nội Nhật, mà anh lại là có người cháu sinh sống và làm việc tại Nhật. Nhưng và anh cũng lựa chọn rất là nhiều cái shop bán ghế massage trên thị trường, và cuối cùng anh tin tưởng và anh chọn Tuấn Gia Ban. Thì anh có thể chia sẻ với anh em với Tuấn Gia Ban cùng với anh em trên kênh để biết được không, là lý do tại sao mà anh lại chọn Tuấn Gia Ban? Cái thứ nhất ấy là thông qua các cái cuộc gọi điện với các cái nhắn tin với Tuấn Gia Ban, mình thấy cái tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của Tuấn nó đúng với ý định của mình. Vâng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thấy hàng của Tuấn Gia Ban thì đúng là cũng rất chuẩn. Rất chuẩn với cái đồ cả là cũng rất nhiều người đã từng đánh giá. Vâng. Mặc dù là giá cả thực chất mà nói của Tuấn Gia Ban là so với một số người là cao hơn. Vâng. Nhưng mà vấn đề giá cả cũng quan trọng là cái lúc bán hàng và cái sau bán hàng. Vâng. Thì vẫn rất tin tưởng Tuấn Gia Ban. Vâng. Sẽ làm tốt được cái việc này và cũng đã làm tốt. Vâng. Hy vọng Tuấn sẽ tiếp tục làm tốt. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Thì cũng như Tuấn Gia Ban chia sẻ, thật ra thì cái cách bán hàng của nhiều shop ấy thì cũng như anh cũng chia sẻ là cũng có shop mời chào anh là cái giá nó thật ra thì nó nói là đôi khi nó là cái giá bỏ bom. Vâng. Cũng chia sẻ với anh là một cái người khách hàng của Tuấn Gia Ban ở tại Hưng Yên, anh đi mua một cái sản phẩm ghế massage Parasoft EP3102 thì anh cũng đến shop Tuấn Gia Ban rồi, anh trải nghiệm rồi, anh ok rồi, nhưng về đâu đó anh hỏi cái shop nào đó trên cái địa bàn anh ở thì báo giá thấp và hẹn là 10-15 ngày thì đó để giao hàng, nhưng mà cuối cùng là anh ấy chờ 15-20 ngày không có, thế anh lại phải quay lại shop Tuấn Gia Ban. Tại vì anh hỏi sao lại quay lại như thế, tôi tưởng là anh không ủng hộ Tuấn Gia Ban nữa, và không thì người ta chia sẻ thật là tôi đặt hàng cái này nhưng mà anh ấy tôi không có, thì anh bảo là sang cái sản phẩm khác giá nó rẻ hơn. Đó là cái cách bán hàng của ta là rất là ma mị. Tuấn Gia Ban thật sự là lên án cái chuyện đó. Tại mình có hàng, mình nói có hàng, mà giá cả thì quan trọng là cái hàng duy trì, anh có nhớ không? Đấy, thì anh có thể anh tham khảo cái xem lại cái kênh của Tuấn Gia Ban là cái con anh Tuấn Gia Ban quên rồi, anh ấy mua một con ghế đập hộp của Tuấn Gia Ban Parasoft EP102. 102. Vâng, anh ấy bố anh ấy thì cũng có tuổi rồi, và nhất là mẹ anh ấy bị Parkinson thể cứng đấy. Thì tại vì sao anh ấy muốn mua cái ghế massage là ngồi người họ hàng cũng có ghế massage, và mẹ anh ấy bị Parkinson thì ngồi có cải thiện cái chất lượng hơn, thì anh bắt đầu anh quyết định mua cái gì đó. Thế thì anh em chia sẻ là rất là thích, khi là những người tín đồ Hà Nội Nhật ấy, thì nói với nhau nó thích. Đấy. Anh có thể giới thiệu tên địa chỉ của anh có cháu ở tại Nhật đúng không? Tại sao lại anh không mua cái ghế bảo cháu không mua? Và anh chia sẻ là khi cháu mua cái lúc này tôi cũng cần nói đến cái vấn đề lúc bán hàng và sau bán hàng. Cái quan trọng nhất vẫn là
hai cái điểm đó. Đây thì lúc bán hàng thì đúng là mình có tư vấn rất nhiệt tình và chân thành để đụng lý với người mua. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau bán hàng thì chắc chắn rằng là cũng đã cảm nhận được cái sự nhiệt tình của Tuấn và cái quan tâm của Tuấn sau bán hàng. Hy vọng là sau bán hàng mọi cái là nó luôn luôn thuận lợi cho khách hàng. Đấy. Chứ nếu như mà không nghĩ đến chuyện sau bán hàng thì chắc chắn tớ sẽ nhờ cháu mua ở bên Nhật gửi về rồi. Bởi vì hàng này cũng là giống như hàng của cháu nó giới thiệu, nó tìm hiểu giúp mà. Đấy, cháu ở bên kia nó cũng tìm hiểu giúp. Bây giờ cái hàng cao cấp nhất là hàng MA103 của Panasonic này. Cho nên là thôi thì đồng ý với cái giao dịch về Tuấn thôi. Vâng. Cũng chia sẻ ra anh nhỉ, tức là một cái bạn mà giới thiệu với tất cả anh em, mà tức là Tuấn các bạn bình thường đã nhiệt tình rồi, nhưng mà những anh em mà gọi là tín đồ Nhật nhất lại còn đồng liên với nhau thì Tuấn các bạn cũng rất là bình. Thật ra thì cứ xong cuộc sống ấy, mình kinh doanh, nhưng mà mình nghĩ là được cái tình người nó hơn tất cả thắng ạ. Đấy, ví dụ là chế độ kéo dài, đúng rồi đấy hả? Đúng rồi đấy. À, đúng rồi, tức bắt đầu đang đoạn kéo giãn đấy. Thì Tuấn cũng chia sẻ với anh Thắng là có một anh ở Đền Lừ, Hà Nội mua phải cái ghế family của cái bạn ở tỉnh cái gì cũng Japan ở Hải Dương hay là Hưng gì đấy. Thì Tuấn Nhật Ban cũng không dám nói tiện lêu tên hẳn ở đây, nhưng mà Tuấn Nhật Ban thì anh em cũng lưu ý là như này, xe kênh và Tuấn Nhật Ban cũng có giới thiệu là, hoặc nếu mà mọi người tinh ý nhìn cái tem bảo hiểm bảo hành thì biết là sốt nào. Tại vì khi mà người ta bán cái hàng mà gọi là Nhật nội địa mà bán trà trộn với cái hàng Trung Quốc nó là Nhật nội địa thì Tuấn Gia Ban thấy là không, nó thật sự không thích những con người đấy. Thật sự, tại vì với Tuấn Gia Ban đồng tiền rất quý, nhưng mình làm cái gì, mình làm ăn thì mình cũng phải đưa cái tâm lên đầu. Nên về sau này anh ấy đến nhà Tuấn Gia Ban là anh ấy giới thiệu bạn bè ủng hộ 5-6 cái ghế. Mà anh phải mua phản cái ghế mà không phải nội địa. Đấy, Tuấn Gia Ban cũng đưa lên kênh mà Tuấn Gia Ban đặt cái tít đề là cái gì giật mình là nói là sốt uy tín mà bán cái hàng như thế thì nó đùa là sợ luôn. Đấy. Nên người ta chiêu trò bán hàng giống như là Tuấn Gia Ban có một cái anh khách hàng ở Bắc Ninh. Rõ ràng là mua của Tuấn Gia Ban 3 cái ghế, một cái Panasonic MA100 và một con đập cổ Panasonic MA102, con đập cổ Furiki AS2100. Đấy, thì đợt đấy thì hàng rất là hiếm, thì Tuấn Gia Ban để cho anh ấy là 260 triệu. Thế thì một cái bạn ấy Gia Ban thì ở Hải Hưng gì đấy. Thì Tuấn Gia Ban tiện thì bạn ấy bình thường thì các shop gọi là luộc nấu hàng nhau bình thường, nhưng mà bạn ấy giả Tuấn là 255 triệu một cái cặp đấy, nhưng bạn ấy sẵn sàng mời cái shop anh ấy là có 115 triệu. Tức là cái cách bán hàng là như thế. Đúng. Tuấn Gia Ban thấy rất là lực cười. Ngày xưa Tuấn Gia Ban cũng anh em luộc nấu cho luộc nấu, nhưng mà từ khi mà Tuấn biết thì tôi, tại vì người ta làm ăn nó không có đạo đức, đó là như không thích. Đấy, quay lại thì anh Thắng thấy ngồi cái ghế này là tim mình là dân một sao về, anh thấy ngồi nó thích không? Nó là một người cả bỏ cũng rất mạnh này. Riêng dòng Panasonic thì cực kỳ chắc luôn. Cả là cả bỏ rất mạnh này. Đấy là anh còn để cái thảm này thì nó sẽ giảm bớt đi một chút rồi. Nhà anh lấy cái thảm này. Đấy.
Đúng không? Năm là đóng là tuyệt vời. Cái bài này nó bài 30 phút và cái bài đó rất là đây là thời gian đúng không? Đấy là ra là đến đùi nó còn 8 phút rồi. Thế anh sau khi mà ngồi anh ngồi anh trải nghiệm cái ghế này thì anh đánh giá thế nào sơ bộ về cái dòng đời cao cấp nhất VIP nhất hiện nay của Nhật Bản Panasonic EP1503? Tất nhiên hàng của Nhật ấy thì mọi người bình thường là hàng của Nhật thì thường nó nhỏ nhẹ và chắc chắn. Bất kể cái gì thấy nó mượt mà. Với lại là thì đậm một cái bọt đựng lên nó cũng tương đối đấu vô đó và nó thấu đúng rồi. Thì cái dòng banana này thì nó thể mạnh mà nó là đựng bọt và còn cái kẹo giả này thì hình như là thì Inada đúng không? Vâng, Inada nó 10.000 đấy, Inada 10.000 thì mình gọi là cái dòng đỉnh của kẹo giả. Và thì cái này thì cũng cơ bản là có kẹo giả nhưng mà nó cũng được nhiều như thằng Inada. Đấy thì tóm lại là tìm hiểu thêm. Vâng, sẽ tìm hiểu thêm và bạn thể có quyền Việt hóa ra để khách hàng có quyền Việt hóa để xem vâng. Đâu quyền đây Việt. Đây Việt hóa đây tất cả các cái hướng dẫn vâng người dân sử dụng được Việt hóa ra. Vâng, các cái bài đánh ở trong đây cả. Vâng, đây có bài đánh hết các con này. Ok. Chia sẻ với anh Thắng là như này, cũng không biết là này ở Japan thì cũng thật ra thì lan tỏa những cái mà sản phẩm tốt đến những người cần dùng và mình nâng cao chất lượng cuộc sống. Đôi khi bây giờ ấy, là cái ghế massage này thật sự có nhu cầu tốt cho sức khỏe, nhưng ở Japan thật ra thì tội nghiệp một số người ham rẻ và mua những cái của Trung Quốc về tặng bố mẹ cũng không rẻ đâu, không cũng là không có loại rẻ cả, có loại 12 triệu có loại rẻ, tức là tặng bố mẹ nhưng mà bố mẹ về kêu đau quá, con đâu trời cứ từ đấy con tặng là nhẹ lại không mới, nhưng mà nó lại là phá hủy cái sức khỏe mình chứ không phải là cải thiện đâu. Vậy. Đó nên mọi người với các bạn lưu ý này, mọi người mua tất nhiên là tiền nào của đấy, nhưng nếu mà mua để chăm sóc sức khỏe thì hãy tìm hiểu thật kỹ trên thị trường cái dòng ghế nào, cái sản phẩm nào nó đáp ứng được cái mong muốn cải thiện cái chất lượng cuộc sống và sức khỏe mình thì mình hãy mua, chứ không phải mua vì phong trào, mua vì con người hàng xóm mua cho bố mẹ ở quê một cái ghế massage, mình cũng mua cho bố mẹ mình tặng, coi là nhiều người nói dùng từ ném về cho bố mẹ cái đấy để bố mẹ không biết là dùng nó tốt hay xấu. Ở Japan đi thấy các vùng miền là rất nhiều cái ghế massage bỏ xó là ghế Trung Quốc. Vậy. Mà tôi các bạn nói khẳng định này, mình là người tiêu dùng thông minh ấy, đương nhiên là mình đầu tư cái ghế mà cao cấp này nó đắt tiền thật, nhưng mình dùng 5 năm, 10 năm, thậm chí 15 năm mà mình dùng giữ thì tốt, về sau nó vẫn món giá trị tài sản mình vẫn có hàng trăm chục triệu. Tuấn Giáp An nói thế làm sao? Tại vì cái Panasonic EPMA 770 mà nó có xuất xứ từ năm 2010 đến năm nay là 2023 vẫn có cái giá trên dưới 40 triệu, hàng đẹp vẫn là 40 triệu là chuyện bình thường, 40 50 triệu hàng đẹp còn xuất sắc. Đấy. Thế thì cái ghế đời này 2023, 2022 thì anh dùng 10, 15 năm thì anh vẫn có giá trị đúng không? Vâng. Một cái bài toán thật sự là đấy là Tuấn nói là kinh tế. Còn đấy là mọi người lựa chọn thôi, đương nhiên là mọi người là cũng có cái kinh tế thì nó không phù, nó chưa đủ cái ghế cao cấp thì mình hãy dùng cái ghế trung cấp
thì nó sẽ là phù hợp hơn. Vâng. Vâng. Thôi thì tuần ba thì cũng muốn kết thúc cái video ở đây. Thì có thể là chúc thứ nhất là tuần lập ban tiếp tục truyền tải cái tinh thần này đến mọi người dùng thông minh. Vâng. Sau đó là cũng mong tuần lập ban có cái chế độ tốt nhất cho những người đã yêu mến tuần lập ban. Vâng, cảm ơn anh. Đặc biệt là sáu bạn hàng. Vâng. Tuấn Japan thì cũng nói với anh là thật ra thì mình không nói hay gì cả, nhưng mà Tuấn Japan kể cả ở cửa hội Nghệ An này, ở Vinh này, thì có cái ghế massage mà anh khách hàng đã hết thời hạn bảo hành, mà do anh ấy ngồi anh ấy sử dụng nó bị hỏng, Tuấn Japan vẫn có người ở tại địa phương Nghệ An này đến xử lý hỗ trợ cho khách hàng mình. Đấy. Đó, tức là Tuấn Japan đưa lên clip, anh có thể anh xem lại cái clip ở cửa hội Nghệ An ở Vinh. Rồi, cảm ơn anh đã ủng hộ và tin tưởng Tuấn Japan. Vâng, vâng, vâng. Cảm ơn anh. Vâng.